Chào các con học sinh lớp 2. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con thân mến, sau đây cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 2 sách cánh diều. Các con lưu ý, đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Đề thi cuối học kỳ 1 môn toán lớp 2 Đề bài chúng ta có hai phần. Một lớn, trắc nghiệm. Hai lớn, tự luận. Chúng ta làm phần một lớn, trắc nghiệm. Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. Câu 1. Số liền sau nhỏ nhất có hai chữ số là A. 11 B. 9 C. 10 D. 20 Tìm số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số ở đây số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10. Đấy. Số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10. Tìm số liền sau, tức là à, số liền sau của 10. Muốn tìm số liền sau của số 10 thì ta lấy 10 cộng với 1 bằng 11. Như vậy số liền sau của số 10 đó là số 11. Đó là đáp án A, chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Câu 2, phép tính 25 cộng 54

79 đó là đáp án B. Chúng ta khoanh tròn chữ cái. Câu 3, cho dãy số 1, 5, 9, 13, phải, chấm chấm chấm, phải chấm như chấm. Hai số tiếp theo trong dãy là A 16, 18, B 18, 20, C 17, 20, D 17, 21. Muốn biết hai số tiếp theo của dãy số đã cho là bao nhiêu? thì chúng ta phải biết quy luật của dãy số này. 1, 5, 9, 13, muốn biết hai số tiếp theo là bao nhiêu, chúng ta tìm quy luật. Từ 1 đến 5, chúng ta làm thế nào? À 1 cộng 4 bằng 5. 5 cộng 4 bằng 9. 9 lại cộng với 4 bằng 13. Vậy 13 cộng 4 bằng bao nhiêu? À 13 cộng 4 bằng 17. Tiếp tục 17 lại cộng với 4 bằng 21. Như vậy, hai số tiếp theo trong dãy là 17 và 21. 17 và 21 là đáp án D, chúng mình khoanh tròn chữ cái D. Câu 4, thứ hai tuần này là ngày 23 tháng 12, thứ hai tuần sau là ngày A 31 B 28 C 30 D 29. Thứ hai tuần này và thứ hai tuần sau mỗi một tuần là 7 ngày. Thứ hai tuần này là ngày 23. Vậy thứ hai tuần sau ta làm thế nào? À ta sẽ lấy 23 cộng mấy nhỉ? À 23 chúng ta sẽ lấy 23 cộng với 7. 23 cộng 7 bằng 30. Như vậy thứ hai tuần sau là ngày 30. Đó là đáp án C. Chúng ta khoanh tròn chữ cái C. câu 5 kết quả của phép tính nào bé hơn 45 a 62 3 C24 27 D 28 cộng 18 biết kết quả của phép tính nào bé hơn 45 thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lần lượt ở 4 phép tính phép tính thứ nhất là 62-

3 không trừ được 8, lấy 13 trừ 8 bằng 5, viết 5, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 73 trừ 28 bằng 45. 24 cộng 27. 7 cộng 4, 4 cộng 7 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5. 24 cộng 27 bằng 51. 28 cộng 18. 8 cộng 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. 28 cộng 18 bằng 46. Bây giờ chúng mình tìm xem kết quả nào bé hơn 45 nhé. 25 bé hơn 45. 45 bằng 45 chúng ta loại. 51 lớn hơn 45 chúng ta loại và 46 cũng lớn hơn 45 chúng ta loại. Như vậy ta tìm được phép tính đúng, phép tính có kết quả bé hơn 4, 45 là 62 37. 62 37 đó là đáp án A, chúng mình khoanh tròn chữ cái A. Câu 6 điền số thích hợp vào ô trống. Ô trống trừ 35 bằng 65. A 90, B 35, C 100, D 30. Ở đây, số trong ô trống là số bị trừ trong phép trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng số trừ, tức là ta lấy 65 cộng 35. 65 cộng 35 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 cộng 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10. 65 cộng 35 bằng 100. 100 là đáp án C, chúng mình khoanh tròn chữ cái C. Câu 7. Cô giáo chuẩn bị 70 món quà cho học sinh. Đến tiết sinh hoạt lớp, cô phát quà cho cả lớp. Mỗi bạn một món quà biết sĩ số lớp học là 45 hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu món quà A 70 món quà B 45 món quà C 35 món quà D 25 món quà Cô giáo chuẩn bị 70 món quà 70 món quà tức là 70 Đến tiết sinh hoạt thì cô phát quà cho cả lớp mỗi một bạn được một món quà và biết sĩ số lớp học là 45 bạn tức là mỗi bạn được một món quà thì vậy 45 bạn tức là 5, 45 món quà hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu món quà muốn biết cô giáo còn lại bao nhiêu món quà thì chúng ta lấy 70 món quà tức là lấy 70 trừ đi 45 chúng ta lấy 70 trừ đi 45 không không trừ được 5 lấy 10 trừ 5 bằng 5 viết 5 nhớ 1 4 thêm 1 bằng 5 7 5 còn 2 70 45 bằng 25 Câu 8 Hình vẽ bên có 3 điểm nào thẳng hàng? A. 3 điểm B. D. C B. 3 điểm A. B. D C. 3 điểm A. B. C D. 3 điểm A. D. C Quan sát hình vẽ, chúng ta tìm ba điểm nào thẳng hàng. Thứ nhất, ba điểm BDC. C Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy, điểm B, điểm D và điểm C cùng nằm trên một đường thẳng. Chúng ta có đáp án A là đúng. Bây giờ chúng ta thử đáp án B nhé ba điểm A B D A B D Ba điểm này có cùng nằm trên một đường thẳng không? À không, chúng ta loại. C 3 điểm A B C A B C À ba điểm này là ba đỉnh của tam giác ABC thì không nằm trên là không 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 là điểm thẳng hàng. Chúng ta cũng loại. D 3 điểm A D C A, D, C. Ba điểm này cũng là ba đỉnh của tam giác A, D, C. Như vậy, ý D cũng tại như vậy ta chọn được đáp án đúng là A, 3 điểm B, D, C thẳng hàng. Ta khoanh. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 lớn, tự luận. Câu 1, đặt tính rồi tính. A, 35 cộng 26. Bài yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Trước tiên cô giáo đặt tính 35. Viết dấu cộng bên trái giữa hai số hạng. Viết số hạng thứ hai dưới số hạng thứ nhất là 26. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng mình thực hiện cộng từ phải sang trái. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1.

ta thực hiện trừ từ phải sang trái. 3 không trừ được 14, ăn được 4, lấy. 13 trừ 4 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4. 73 trừ 24 bằng 49. D. 100 trừ 36. Chúng ta lưu ý khi đặt tính ở phép tính này. Số bị trừ là 3 chữ số, số trừ là 2 chữ số. Chúng ta đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Số bị trừ là 100. Viết dấu trừ bên trái giữa số bị trừ và số trừ. 36, 3, chữ số 3, hàng chục chúng ta viết dưới chữ số 0, hàng chục. Đấy. Viết dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Thực hiện trừ từ phải sang trái. 0 không, không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 0 không, không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0. Câu 2, tìm x. A, à, x trừ 55 bằng 45. X ở đây là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng số trừ. X bằng

B, x cộng 49 bằng 90, x ở đây là số hạng, muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, x bằng 90 trừ 49, 90 trừ 49. Không không trừ được 9, lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1

là số hạng chưa biết, muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. x bằng 100 trừ 28 100 trừ 28 10 không trừ à, 100 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1.

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ, trừ đi hiệu. Tức là x sẽ bằng. Số bị trừ là 64. Trừ đi hiệu là 25. 64 trừ 25. 4 không trừ được 5, lấy 14 trừ 5 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 6 3 bằng 3. Viết 3. 64 25 bằng 39. Câu 3. Can bé đựng 45 lít dầu, can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu? Biết can bé đựng được 45 lít dầu, còn can to nhiều hơn, đựng được nhiều hơn 9 lít dầu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm can to đựng được bao nhiêu lít dầu. Đây là bài toán về nhiều hơn. Muốn tìm can to đựng được bao nhiêu lít dầu, ta lấy số lít dầu của can bé cộng với phần nhiều hơn, tức là lấy 45 cộng 9. Chúng ta có câu trả lời như sau. Can to đựng được số lít dầu là

Câu 4. Viết vào chỗ chấm. A, một phép cộng có tổng bằng một số hạng. B, một phép trừ có số bị trừ bằng hiệu. Một phép cộng có tổng bằng một số hạng. Cô giáo lấy à, ví dụ là 1 cộng 1 bằng 1. Đấy, ví dụ như là 1 à 1 cộng 0. À, Đấy, 1 cộng 0 bằng 1. Hay là 2 cộng 0 bằng 2, 3 cộng 0 bằng 3. Một phép cộng à chúng ta cộng một số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó, tức là một phép cộng có tổng bằng một số hạng. Hay b, một phép trừ có số bị trừ bằng hiệu. Cô giáo ví dụ 2 trừ 0 bằng 2. Đấy số nào trừ đi 0 cũng bằng chính số đó. Hoặc là ví dụ là 3 trừ 0 bằng 3, 4 trừ 0 bằng 4. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra cuối học kỳ 1 môn toán lớp 2.